Đằng sau máy sẽ là một cái nắp để anh em mở thay chỗ thang ha anh em. Và đây là cái động cơ chỗ thang sử dụng cái body liền thân ha anh em. Thì body liền thân nó sẽ cho phép là cái motor nó có cái công suất cao hơn, và anh em bảo trì bảo dưỡng nó cũng dễ hơn là các dòng motor module như kiểu là 775 hay 550 ha anh em. Hello anh em, nếu như anh em cần một con máy vu lông mà có luôn cái đầu chuyển để bằng vít thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng máy đến từ Boss anh em. Nó là dòng máy quặng bu lông quặng vít, mã là GDX18V gạch LI. Máy sẽ sử dụng pin là 18V anh em, và sử dụng đầu quặng bu lông cỡ 1/2 inch và một tích hợp thêm một cái đầu quặng vít chuẩn là 6.35 anh em, 1/4 inch. Thì đây là máy dạng bu lông búa anh em. Thì đây là một dòng máy quặng bu lông sử dụng động cơ chổi than ha anh em, và có cái lực xiết tối đa là 180 Nm, sử dụng pin 18V và pin đi kèm theo máy sẽ là có dung lượng là 2A ha anh em. Thì về thiết kế thì cũng như các dòng máy khoan máy quặng vít khác, một cái cần gạt để chuyển các chữa chế độ mở và chế độ quặng vào anh em. Và đằng sau máy sẽ là một cái nắp để anh em mở thay chỗ thang ha anh em. Và đây là cái động cơ chỗ thang sử dụng cái body liền thân ha anh em. Thì body liền thân nó sẽ cho phép là cái motor nó có cái công suất cao hơn, và anh em bảo trì bảo dưỡng cũng dễ hơn là các dòng motor module như kiểu là 775 hay 550 ha anh em. Phía dưới thì sẽ có một cái móc lỗ để anh em bắt cái móc vào, và phía sau sẽ có thêm một cái lỗ để cho anh em cài mũi vít nữa ha anh em, và một cái dây đeo máy. Máy này sẽ vừa có dây đeo mà vừa có móc luôn ha anh em. Thì về phụ kiện kèm theo máy thì sẽ bao gồm là một cục sạc với mã là GAL18V gạch 20. Thì cái sạc này sẽ có cái dòng ra tối đa là 2A anh em. Thì anh em có thể sạc đầy một viên pin 2A này trong khoảng thời gian là khoảng 1 tiếng đồng hồ anh em. Kèm theo là cũng là một viên pin dự phòng nữa anh em, là có tổng cộng là 2 pin. Và tiếp theo đây là cái móc của máy anh em. Cái máy thì cũng sẽ trang bị cho anh em móc hai bên. Thì anh em thuận tay nào thì người ta sẽ đeo cái móc ở phía bên đối diện ngược lại. Về thông số kỹ thuật của máy thì máy sẽ có cái điện áp hoạt động là 18V và tốc độ vòng quay tối đa là 2.800 lần trên phút. Lực xiết tối đa là 180 Nm và cái khả năng mở ốc là từ ốc M6 cho đến M16 anh em. Và ở đây máy cũng sẽ được tặng kèm một cái mũi vít bắt ke BH2 hai đầu ngắn anh em. Thì ở đây là cái cơ chế để anh em tháo lắp cái mũi vít này, thì cũng như các dòng máy khác thôi, nhưng mà đây là cái máy bu lông 2-trong-1 thì cái vòng để anh em tháo gắn mũi vít này nó sẽ được làm to hơn và được bọc cao su anh em, cầm rất là bám tay nha, kéo cũng rất là đơn giản á, anh em cứ kéo ra gắn mũi vít vào hay mũi vít ngậm rất là chắc anh em, không có bị rơ. Và tiếng đợt máy hoạt động cũng rất là êm anh em. Thì ưu điểm của các dòng máy chổi than này á thì nó sẽ có cái độ bền rất là cao và cái độ ổn định cũng rất là cao anh em. Nó sẽ không có gặp cái trường hợp mà bị hỏng đột xuất như các dòng máy không chổi than sử dụng cái bo mạch điện tử anh em. Và cái giá thành của máy thì sẽ cũng rẻ hơn so với dòng máy không chổi than, và việc bảo trì bảo dưỡng thì nó cũng sẽ đơn giản hơn anh em. Thì máy sẽ có mức giá là 5.460.000 tại đầu ngày tự chọn anh em, và trong tháng 4 này sẽ được giảm giá còn là 5.190.000 thôi. Máy sẽ được bảo hành chính hãng 6 tháng anh em, và khi anh em mua máy thì trong phiếu bảo hành có hướng dẫn anh em là kích hoạt bảo hành trên app Biconet của Boss. Thì anh em có thể là làm theo hướng dẫn để chúng ta kích hoạt bảo hành trên app thì sẽ được gia hạn thêm 6 tháng bảo hành anh em. Nếu như anh em có thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến gì thì hãy để lại thông tin dưới phần bình luận. Đồ nghề tự chọn sẽ liên hệ trực tiếp với anh em.
Nếu anh em thấy video hay, hãy cho Đồ Nghề Tự Chọn một like, một share để Đồ Nghề Tự Chọn có động lực ra các video tiếp theo hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip sau.